Xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình xin làm một video hướng dẫn anh em cách hiệu chỉnh cái đai bàn từ này bằng hai quả sắt non, bằng hai cục sắt non này. Thì vì một lý do nào đấy, cái đai bàn từ chúng ta nó lệch nhiều quá. Thì để khắc phục cái tình huống tạm thời, chúng ta hiệu chỉnh cái đai bàn từ này bằng hai cục sắt non này. Còn để hiệu chỉnh triệt để khi con tàu vào đè nhá, thì đấy là chúng ta sẽ order kỹ thuật xuống người ta chỉnh thì nó sẽ đứng chuẩn mới được lâu. Ở đây chúng ta hiệu chỉnh tạm thời thôi. Nhưng trong tình chế chúng ta lệch nhiều quá, ta hiệu chỉnh tạm thời. Cái công việc đơn giản thôi. Thì đối trường hợp là con tàu các bạn nằm trong cầu nhá, con tàu được buộc yên trong cầu không làm hàng, nó không dùng đi dùng dịch lại. Hiện tại con tàu mình đang làm hàng đây nó không được chuẩn được, thế nên là mình sẽ làm sơ qua cái phương thức làm như vậy để anh em hình dung ra thôi. Thì tàu nằm dùng dịch đi dùng lại mình chỉnh không chuẩn được, thì anh em lưu ý nhá, anh em cũng chỉnh được là khi tàu nằm cố định trong cầu và nó không làm hàng, con tàu nó không bị nghiêng đi nghiêng lại thì nó sẽ chuẩn được, nó không sóng gió ở đấy. Thì trước khi chỉnh đây, cái nào bạn tôi đang hiện tại nó rất chuẩn, nó chuẩn rồi đây. Chuẩn của nó là hướng 201, hiện tại nó chuẩn rồi nên tôi lấy dấu, tôi lấy hai dấu mực đây để tí tôi làm xong cho các bạn để tôi đưa về vị trí cũ này tôi nhá. Đây tôi lấy dấu hai dấu mực. Thì việc đơn giản ra đây, các bạn lưu ý nhé, đây có hai con ốc này, các bạn lấy hai con ốc ở ra bên này, các bạn lấy hai con ốc hai bên ra, sau đó các bạn sẽ dịch chuyển hai quả sắt non này. Các bạn dịch chuyển bao giờ cho đến bao giờ mà nó về cái hướng mà các bạn mong muốn đó, các bạn dịch chuyển nó sao cho cái hướng ở trên này nó về hướng mong muốn các bạn. Bây giờ tôi dịch chuyển thử cho các bạn xem. Tại hướng của tôi hướng 201. Bây giờ tôi sẽ dịch chuyển bỏ sắt non là sao. Đó. Anh quay cho này, nó bắt đầu dịch chuyển lên hướng 200 rồi này. Cái này nó cần thời gian rồi đấy. Khi tôi dịch chuyển phát từ 201 nó về 198 này. Tiếp tục tôi dịch bỏ này chẳng hạn. Đấy. Mình dịch đây, mình kéo vào lúc này ra. Đó, nhìn thấy đĩa đã bạn bắt đầu quay này, đó, nó quay. Các bạn lưu ý là khi con tàu nó nằm cố định nhá, nó không làm hàng thì nó chuẩn hơn. Đó, các bạn cứ dịch chuyển bắt đầu quay về hướng các bạn mong muốn là được. Ok, thì công việc đơn giản vậy thôi. Thế anh em lưu ý nhá. Cái này mình xin lưu ý thêm là chúng ta chỉ hiệu chỉnh tạm thời để chúng ta, một là chúng ta để chúng ta chạy, hai là chúng ta để đối phó tạm thời thôi. Còn để giải quyết triệt để cái vấn đề này thì các bạn vào đào, để đi tàu vào đào các bạn yêu cầu chúng ta xuống, chúng ta thử sai số cho các bạn nhá. Đó, thì đây công việc cho đơn giản, bây giờ mình sẽ đưa về vị trí của mình xoáy lại giống một cú của mình. Nó về hướng 201 nhé. Này nó quay từ. Mình chỉnh như vậy 201. Tại vì tàu cấp tấu đang làm hàng nó không thể chuẩn được. Các bạn thông cảm. Đó, sau đó cho nó lấy cái ốc vào thôi. Phải chặt cái ốc vào. Thì video này mình xin kết thúc tại đây. Thì trước khi kết thúc video thì mình xin tóm tắt lại một số lý như sau. Là khi cái đai bàn từ các bạn nó bị lệch quá ấy, các bạn quan sát trong quá trình các bạn hành trình, các bạn quan sát nó lệch quá so quy định thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta khử tạm thời bằng hai cái quả sắt non. Thì đây mình xin nhắc lại là chúng ta chỉ khử được tạm thời thôi nhé, còn để vấn đề là khử sai số của cái đai bàn từ này triệt để thì là chẳng còn cách nào khác là khi con tàu lên đà chúng ta yêu cầu bên bộ phận kỹ thuật, bên thợ người ta xuống người ta khử thôi, khử trong trường thử các thứ thì để cái bộ phận kỹ thuật nó xuống người ta khử. Và các bạn lưu ý là khi các bạn khử cái sai số đai bàn từ này thì bây giờ chúng ta phải, trước hết chúng ta phải khử được cái sai số của đai bàn điện, nó cái khử cái sai số đai bàn điện làm sao cho nó chuẩn nhất. Là cái tôi cũng làm một cái video hướng dẫn về cách khử cái sai số đai bàn điện đấy, thì để khi khử xong cái sai số đai bàn điện thì ta lấy cái đai bàn điện tạm thời, ta lấy cái đai bàn điện làm đai bàn chuẩn để khi chúng ta vào tàu cặp cầu nó buộc cầu rồi nó cố định, nó không làm hàng làm hóa gì nhá, khi con tàu phải cố định này không làm hàng làm hóa thì bắt đầu là chúng ta lên chúng ta chỉnh theo cái đai bàn từ, cái đai bàn từ theo đai bàn điện. Mà các bạn lưu ý là cái đai bàn điện là cái đai bàn đã được chỉnh sai số rồi, nó tương đối là chuẩn rồi, thì để chúng ta chỉnh cái đai bàn điện, cái đai bàn từ theo cái đai bàn điện đó thì chúng ta chỉnh bằng quả sắt non như mình hướng dẫn đấy. Thì video nay mình là xin kết thúc tại đây, thì công việc nó đơn giản thôi, đối với một số anh em người ta chưa động đấy bao giờ thì nghĩ là nó phức tạp, nhưng thì từ ra công việc nó chỉ có vậy thôi, thì anh em lưu ý nhé.
thì video này sẽ kết thúc tại đây. Nếu anh em thấy video hay và ý nghĩa, xin cho mình một like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video.